Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở các phân khúc hạng B sedan 5 chỗ ngồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn rồi quý vị và các bạn nhé. Sở hữu màu bạc luôn quý bạn ạ. Màu bạc, và phiên bản này ở cái phiên bản đủ xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi. Từ camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Ở cái phiên bản đủ này thì xe được trang bị camera lùi, cảm biến lùi, khóa thông minh, đè nổ start top, nội thất ghế da quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là màu bạc, khác với chiếc mà hôm trước tôi giới thiệu là màu trắng, và chiếc màu trắng ở bên cạnh kia tôi giới thiệu hôm trước là màu trắng nhé, và sản xuất năm 2021. Thì chiếc này sản xuất năm 2019 nhưng cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là 345 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent màu bạc 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 319 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, và đây là chiếc xe này, tôi sẽ mở cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ, táp bi, táp lô đều nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 nha. Đấy, 2019, và lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Toàn bộ từ ngoại thất đến nội thất đều rất là đẹp ạ. Nội thất cũng đã được trang bị là nội thất ghế da màu kem pha lẫn với màu đen quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn thấy đây ạ. Giá chỉ 345 triệu đồng thôi. Đấy là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi, hộp số sàn quý bạn nhé, hộp số tay 5 cấp. Và phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị đầu màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, khóa thông minh, đè nổ, start top rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp đấy. Toàn bộ những cái phần ngoại thất và phần nội thất, đây là cái phần nội thất, hàng ghế phía sau đều rất là đẹp đấy. Và xe cũng đã được trang bị là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Cái nội thất phía sau này cũng ít người ngồi hơn, cho nên là cái hàng ghế sau đều rất là đẹp. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn rõ hơn, chi tiết hơn để quý vị các bạn thấy được là một chiếc xe nó rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây là cái phần ốc cốp sau còn nguyên bản này. Toàn bộ ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau, khoang cốp sau này là đều nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Phần lốp sơ cua còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn này. Đấy, rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, đều đẹp, đều rất là mới luôn. Cụm đèn hậu đấy cũng chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đấy, toàn bộ táp bi cho đến keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết này. Nội thất phía sau này đều rất là đẹp, rất là mới đây các bạn nhé. Nội thất ghế da đều rất mới, rất là đẹp. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đã được trang bị đầy đủ ở chiếc xe Hyundai Accent 2019 này quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay kể cả cánh cửa trước bên phụ này luôn này.
cũng đều có bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa này, cho đến táp bi cánh cửa này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Keo chỉ còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Táp bi cánh cửa này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Vô lăng cần số tay phanh, đấy, đều rất là mới này. Chạy nhiều hay là chạy ít thì quý vị và các bạn xem ở những cái phần nội thất này nhé. Từ những cái bậc cửa đã nhìn thấy, đã thấy được là chủ xe ốp inox rất là sạch sẽ rồi, chống xước rồi. Đầu màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ rồi, khóa thông minh, đề nổ, start top. Vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần nội thất và phần ngoại thất của chiếc xe đều rất là đẹp, rất là mới như này rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe, quý vị và các bạn nhé. À, xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Xin lỗi quý bạn, đây là cái phần ốc của cabo. Ốc cabo còn nguyên bản này. Ốc tai, đấy. Ốc tai rồi keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cabo này còn nguyên này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Còn nguyên bản hết luôn này. Toàn bộ nhá, đầy đủ hết luôn, từ những ốc chân máy, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc ASEAN 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động. À, kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản hộp số tay, phiên bản số sàn quý bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai ASEAN 2019 số sàn màu bạc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.